Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ năm, ngày 8 tháng 10 năm 2020 có những nội dung chính như sau. Tập huấn toàn quốc luật dân quân tự vệ và luật lực lượng dự bị động viên. Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở tỉnh kiểm tra tại huyện Lệ Thủy. Quảng Bình lực lượng công an trắng đêm phòng chống lũ. Vì và các bạn sáng nay ngày 8 tháng 10, Bộ Quốc phòng đã khai mạc hội nghị trực tuyến tập huấn toàn quốc luật dân quân tự vệ và luật lực lượng dự bị động viên do đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì. Tại điểm cầu Quảng Bình, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Đại tá Lê Văn Vĩ, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện một số sở ban ngành địa phương trong tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Bộ Quốc phòng giới thiệu một số chuyên đề về những nội dung cơ bản của luật dân quân tự vệ, luật lực lượng dự bị động viên và các nghị định quy định chi tiết thi hành luật, gồm tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ, hoạt động phối hợp của dân quân tự vệ, huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ, danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị, sĩ quan dự bị quân đội nhân dân Việt Nam, chế độ chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên, quy định cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh. Việc nắm chắc nội dung các chuyên đề của hội nghị tập huấn sẽ góp phần thực hiện đồng bộ có hiệu quả luật dân quân tự vệ và luật lực lượng dự bị động viên, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của nhà nước. Đồng thời, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên hùng hậu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 7 tháng 10, Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, thành viên tiểu ban tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đã kiểm tra công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh tại thị xã Ba Đồn. Tham dự buổi kiểm tra có đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn và các đồng chí trong thường trực Thị ủy Ba Đồn. Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, thị xã Ba Đồn đã bám sát kế hoạch của tỉnh để triển khai thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Theo đó, đã phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Việt Bài biên tập các nội dung tuyên truyền về đại hội, phát động các phong trào thi đua để chào mừng Đại hội Đảng, triển khai thực hiện các nội dung trang trí, tuyên truyền trực quan, đảm bảo trang trọng phù hợp tiết kiệm, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương để tuyên truyền về kết quả Đại hội Đảng bộ thị xã Ba Đồn và hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh thông qua hệ thống phát thanh truyền hình, xe lưu động, các hoạt động văn hóa văn nghệ. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Thị ủy Ba Đồn đẩy mạnh công tác tuyên truyền một cách kịp thời, sâu rộng, hiệu quả các hoạt động diễn ra trước, trong và sau đại hội. Việc triển khai thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan phải tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Cơ quan truyền thanh thị xã mời các chuyên trang chuyên mục tuyên truyền đậm nét về đại hội. Về nhiệm vụ của lực lượng công an thị xã Ba Đồn, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh cần phải chủ động tham mưu triển khai thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tổ chức tốt công tác nắm tình hình, chủ động có biện pháp đấu tranh kiềm tỏa với các đối tượng thù địch phản động, cơ hội chính trị, đấu tranh hiệu quả về các hành vi lợi dụng dân chủ, lợi dụng việc góp ý văn kiện đại hội để xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đấu tranh mạnh về các loại tội phạm hình sự, ra soát xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện lễ hội chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh trên địa bàn thị xã, đồng thời phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể liên quan để thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo an toàn thành công. Hôm qua ngày 7 tháng 10, đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2020 tại huyện Lệ Thủy. Sau một ngày làm việc, đoàn đã kiểm tra hai xã Cam Thủy, Mỹ Thủy và Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở huyện Lệ Thủy. Đoàn đã biểu dương cấp ủy chính quyền huyện Lệ Thủy thực hiện nghiêm túc, đi vào nền nếp hoạt động của Ban thanh tra nhân dân tại các xã thị trấn đã đem lại hiệu quả thiết thực trong thực hiện quy ước hương ước của thôn, làng, đơn vị, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Hân đánh giá cao kết quả mà huyện Lệ Thủy đạt được, đồng thời lưu ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ,
gắn với xây dựng cả cấp chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, gắn thực hiện quy chế dân chủ với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, duy trì tập thể đoàn kết, nhất trí, nâng cao chất lượng hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh. Sáng nay ngày 8 tháng 10, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã tổ chức khai mạc liên hoan phát thanh truyền hình toàn tỉnh năm 2020. Tham gia liên hoan năm nay có 82 tác phẩm đến từ các đơn vị, đài truyền thanh truyền hình các huyện, thị xã, thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, truyền hình quân khu 4 và các phòng nội dung của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong đó, thể loại phát thanh có 36 tác phẩm và truyền hình có 46 tác phẩm dự thi. Các tác phẩm dự thi bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, phản ánh sinh động về đời sống, phát hiện gương người tốt việc tốt, các mô hình mới, các điển hình tiên tiến của tập thể cá nhân trong thực hiện các phong trào thi đua trên các lĩnh vực. Liên hoan là diễn đàn để đội ngũ phóng viên, biên tập viên trao đổi nghiệp vụ. Đây cũng là cơ sở để những người làm báo nói, báo hình trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình, làm tốt công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Liên hoan diễn ra trong 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 10 năm 2020. Ngày 7 tháng 10, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức tập huấn lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường năm 2020. Tại lớp tập huấn, 180 học viên là cán bộ công chức phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện, cán bộ địa chính xây dựng môi trường cấp xã trên địa bàn tỉnh đã được cả cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường phổ biến hướng dẫn các nội dung liên quan đến nghiệp vụ chuyên ngành, gồm nghiệp vụ về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công tác giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá, công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, hướng dẫn giải quyết một số tồn tại vướng mắc về giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, công tác phối hợp trong giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý hồ sơ điều chỉnh và cơ sở dữ liệu đất đai tại cấp xã, cấp huyện, công tác vận hành cơ sở dữ liệu đất đai đối với các địa phương đã xây dựng bộ hồ sơ mẫu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, phổ biến một số nội dung cơ bản trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Hôm qua ngày 7 tháng 10, Công an tỉnh phối hợp với huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị triển khai mô hình giáo sư tự quản về an ninh trật tự tại xã Kim Hóa. Kim Hóa là một xã miền núi của huyện Tuyên Hóa, hiện có trên 1.500 hộ dân với gần 6.000 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào Công giáo có 850 hộ với 3.397 nhân khẩu. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn xã Kim Hóa nói chung và trong vùng đồng bào theo đạo Công giáo tại địa phương này nói riêng đã được duy trì, phát huy và đạt được nhiều kết quả khá tích cực, góp phần giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Tình hình tệ nạn xã hội như cờ bạc, lô đề, trộm cắp tài sản vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi triệt để. Việc đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm còn hạn chế. Việc xây dựng và triển khai mô hình giáo sư tự quản về an ninh trật tự tại giáo sư Kim Lũ dịp này nhằm tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm của toàn dân, từng bước xã hội hóa công tác giữ gìn an ninh trật tự theo hướng từ phòng, từ quản, từ bảo vệ, từ hòa giải ngay từ cơ sở, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền vận động bà con giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Tại hội nghị, các trưởng thôn và tổ trưởng tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự ở xã Kim Hóa đã tiến hành ký cam kết thực hiện mô hình giáo sư tự quản về an ninh trật tự với nhiều nội dung như nghiêm chỉnh chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn xã, phát huy tinh thần cảnh giác trong đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng bổ sung nội quy, quy ước, hương ước ở địa phương và vận động nhân dân tự giác thực hiện. Trong các ngày từ mùng 6 đến mùng 8 tháng 10, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến trên 100mm, có nơi cao hơn như Minh Hóa 627mm, Trường Sơn 496mm, Kiến Giang 354mm. Mực nước tại trạm Đồng Hới và trạm Lệ Thủy vượt quá mức báo động 3, trạm Kiến Giang dưới báo động 3. Dự báo trong thời gian tới, tại Quảng Bình có mưa to đến rất to. Mưa lớn trong ngày, mực nước sông dâng cao khiến nhiều nơi ở vùng núi tỉnh Quảng Bình bị chia cắt, cô lập. Theo báo cáo nhanh, đến 7 giờ sáng ngày 8 tháng 10, toàn tỉnh có 25 thôn bản thuộc 7 xã bị chia cắt cục bộ do nước dâng cao gây ngập một số đoạn đường vào các bản. Cụ thể, huyện Minh Hóa có một xã là xã Minh Hóa và hai bản thuộc xã Dân Hóa,
7 bản ở xã Trung Hòa, 3 bản thuộc xã Thường Hòa. Huyện Bố Trạch có 6 bản ở xã Thường Trạch, huyện Quảng Ninh có 5 bản và 1 thôn. Và huyện Lệ Thủy có bản Bạch Đan ở xã Lâm Thủy. Về số hộ dân bị ngập lụt, có 50 nhà dân ở xã Tân Hòa bị ngập sâu hơn nửa mét. Thực hiện nghiêm công điện số 20 ngày 6 tháng 10 năm 2020 của Văn phòng Thường trực, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và kiêm phòng thủ dân sự tỉnh đã có công điện số 126 ngày 6 tháng 10 năm 2020, chỉ đạo giám đốc các sở ngành đơn vị, trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã triển khai ứng phó. Tại huyện Minh Hóa, các điểm trường trên địa bàn đã cho học sinh nghỉ học bắt đầu từ trưa ngày 7 tháng 10 năm 2020. Tại huyện Tuyên Hóa đã lên phương án vận động tổ chức di dời 430 trên 1.600 nhân khẩu ở hai xã Đức Hóa và Thạch Hóa. Một số trường học và điểm trường nghỉ học do mưa lớn, nước sông, khe suối dâng cao ở các xã Thạch Hóa, Đông Hóa, Thanh Thạch, Thuần Hóa. Trước những diễn biến phức tạp, nguy hiểm của mưa lũ, hôm nay ngày 8 tháng 10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị triển khai lực lượng xuống địa bàn giúp dân phòng chống lũ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã thành lập các đoàn công tác do các thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống lũ tại các địa bàn trọng điểm ngập lụt. Theo đó, các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang tỉnh đã điều động 320 cán bộ chiến sĩ bộ đội địa phương và gần 1.000 cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện giúp người dân phòng chống lũ. Trước mắt, các lực lượng ưu tiên chủ trọng giúp đỡ các gia đình chính sách, các hộ gia đình trong khu vực nguy hiểm di dời tài sản đến vị trí an toàn. Đối với các địa bàn nguy hiểm có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo triển khai lực lượng ứng trực, đồng thời cảnh báo đến người dân. Ngoài ra, đơn vị cũng chuẩn bị đầy đủ thực phẩm, vật tư y tế, nhà bạt, hà thủy, thao xuông để cơ động tham gia cứu hộ khi cả khu vực bị chia cắt cục bộ và nước dâng cao. Thưa quý vị và các bạn, tại Quảng Bình, sau huyện Minh Hóa bị chia cắt bởi ngập lũ, thì đến chiều tối ngày 7 tháng 10, tại địa bàn huyện Tuyên Hóa, nước đã dâng cao, nhiều khu vực bị chia cắt. Chính quyền địa phương nơi đây và lực lượng công an đã khẩn cấp di dời người dân, tài sản đến vùng an toàn. Đến 23 giờ đêm ngày 7 tháng 10, mưa vẫn rất lớn trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Tại thôn Phúc Tùng, xã Đức Hóa, hơn 900 người dân bị cô lập. Còn tại xã Châu Hóa, nước đã mấp mép nhà dân nơi đây. Nếu mưa vẫn tiếp tục kéo dài, không chỉ địa bàn xã này mà nhiều xã khác sẽ bị ngập lụt và bị chia cắt. Nhiều hộ dân đã được thông báo về kế hoạch di dời nhằm đảm bảo an toàn. Sáng đến chiều là thời tiết phức tạp và rất to. Vùng Thanh Châu là đóng xã là vùng đóng thôn Thanh Châu là ngập lụt đầu tiên. Và lực lượng công an có sự ngoài những cái cứu chữa. Lực lượng công an và chính quyền địa phương huyện Tuyên Hóa đã khẩn trương hỗ trợ bà con ứng cứu tài sản. Nhiều trường học trên địa bàn huyện đã cho học sinh nghỉ học. Nhiều đồ đạc, tài sản, trang thiết bị học tập cũng được di dời lên chỗ cao hơn nhằm đảm bảo an toàn. Ban công an xã Châu Hóa cùng đến tại đơn vị là cùng ứng cứu và giúp đỡ cho trường tiểu học của số 2 Châu Hóa. Chúng tôi là chỉ đạo công an các xã là ra soát ở các khu dân cư thường hay ngập lụt để có sự phối hợp với chính quyền để di dời và thực hiện các phương án ứng cứu khi có mưa lũ lớn xảy ra trên địa bàn. Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, các địa phương trên địa bàn tỉnh cần chủ động sẵn sàng ứng phó với tình huống mưa lớn kéo dài, giao thông chia cắt. Đồng thời, sẵn sàng chuẩn bị lương thực, thuốc men, các phương tiện cứu hộ trong tình huống khẩn cấp. Tập trung rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu khi mưa lớn. Sẵn sàng sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Dự báo thời tiết Quảng Bình trong chiều ngày 8 tháng 10 năm 2020, khu vực thị trấn Đồng Lê trời nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm từ 94 đến 99%. Khu vực thị trấn Quy Đạt nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm từ 95 đến 100%. Khu vực thị xã Ba Đồn nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm từ 90 đến 98%. Khu vực thị trấn Phong Nha nhiều mây, có mưa vừa, có lúc mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm từ 93 đến 100%. Khu vực thị trấn Hoan Lão nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm từ 92 đến 98%. Khu vực thành phố Đồng Hới nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông.
Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23-26 độ, độ ẩm từ 90-98%. Khu vực từ đến Quảng Hào nhiều mây có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23-26 độ, độ ẩm từ 91-98%. Khu vực từ đến Kiên Giang nhiều mây có mưa vừa, có lúc mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22-25 độ, độ ẩm từ 93-100%. Vùng biển có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động mạnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.